Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Sở thích của em thì không có gì hết đó ngoài là thích kim cương. Thích kim cương. Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À, dạ. Trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Quang, điểm dạ. Mạnh, điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Một kết. Những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dừng, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được rồi em, nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Ừ, đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Chị báo em một tin nè, em ổn không? Em ổn không? Ồ, mấy ngày nay em ổn quá. Tinh thần ổn không? Tịnh ổn luôn. Nhìn xuống cánh trái. Chị không ổn. Chị đang chào sống chương trình, chị nhìn xuống chị thấy má chị hết ổn quá. Trời. Giờ sao? Hai chị mình xuống chào chứ giờ biết sao giờ. Xuống đi chứ giờ sao. Trời ơi. Má. Má Hồng Nga. Má. Con kêu một tiếng xém chút má tó té gì nè. Trời ơi. Má đi đâu vậy? Má vô thăm hai đứa con hả? Hứa thăm hai đứa, nghe tụi bay thang quay nè tao coi. Biết ngồi chỗ này là chỗ nào không? Chưa, thì chưa biết nhưng mà giờ vậy đây nè. Sao? Tao ngồi vô đây hả? Ai kêu tao làm gì tao làm nấy. Bậy có đâu. Cái này không phải chương trình hài đâu. Đâu? Cái này chương trình tụi con làm mai mối. Mà má ngồi cái chỗ này là má ngồi cái vị trí của phụ huynh. Phụ huynh ông bảo mẹ ơi. Phụ huynh ông bảo mẹ ơi. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Tôi rung, tôi chịu không được đâu, rung. Làm gì rung, là phụ huynh làm gì rung? Không phải. Sao? Là tại vì hôm đó giờ chưa nghe cái vụ này. Bây giờ con hỏi thiệt nè, là hôm nay má tới đây là má đi với ai? Con đứa à? Một đứa. Là ai vậy? Con tôi mà giờ nó cũng chưa lợi nữa. Con má hả? Thông cảm. Bây giờ má ngồi đây. Má nhìn lên sân khấu. Nhiệm vụ của má ngày hôm nay là coi. Coi. Ở trên sân khấu sẽ có là hai cậu con trai, hai cô con gái. Trong đó có thể có con trai của má. Rồi má lên đây má chọn dâu. Được chưa? Rồi bây giờ má ngồi coi vui vẻ nha. Dạ chút xíu nữa. Cái nào hay tao vỗ tay được không? Dạ được. Rồi hay vỗ tay. Khúc nào hay là tụi con hỏi ý kiến má. Nha. Rồi con cảm ơn má. Cảm ơn má. Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Kính thưa quý vị, và theo như thường lệ thì bây giờ chúng tôi sẽ đến với sự có mặt của hai chàng trai đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai chàng trai của chúng ta. Chần chờ gì nữa, hai bạn nữ xin mời. Wow. Tôi vẫn đang còn nôn nao lắm. Bây giờ cho tôi hỏi hai chàng trai của tôi hôm nay, ai là người nhà của má Hồng Nga? Em là người nhà của má Hồng Nga. Em? Dạ. Rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chào chị Cát Tường, xin chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Quách Quang. Hiện tại bây giờ là Quang đang là chủ của một tiệm yến và hai quán cà phê. Em ở Sài Gòn. Dạ. Đang sống với ai? Em đang sống với lại gia đình. Và em cũng sống một mình. À, sống một mình. Em sở thích của em thì không có gì hết đó ngoài là thích kim cương. Thích kim cương. Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Năm nay là Quang nhiêu tuổi? Em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 tuổi? Dạ. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè. Bây giờ em tự giới thiệu về mình đi bên nè. Này. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài và tất cả mọi người đang có trường quay. Em tên là Nguyễn Tố Yên, năm nay em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là mẫu ảnh, em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. Xinh quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi.
tiên. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Thi, năm nay 24 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng hỗ trợ một phần pháp lý ở trong công ty chuyên về lĩnh vực logistics và kinh doanh nhiên liệu. Mai Thi là mình ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, hiện tại thì em đang ở quận 7 chị. À, ở quận 7. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ, em giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và ba bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả ở dưới trường quay. Em là Lâm, sinh năm 89. Hít thở vô chưa? Em đang làm việc và sinh sống ở bên ngoài Đồng Nai ạ. Ở bên ngoài Đồng Nai. Dạ. À, em đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cho gia đình ạ. Ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không? Có kinh doanh xe máy thôi ạ. Kinh doanh xe máy là thêm, sao? Tức là mua bán xe cũ á chị. À, dạ. Lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em? Em điểm mạnh thì là người thân thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ và có biết nấu ăn ạ. Biết nấu ăn nữa. Dạ, biết chút chút ạ. Chút chút. Dạ. Rồi hiện tại là đang sống với ai? Em đang ở một mình ạ. Em ở riêng, có nhà riêng ạ. Ồ, vậy ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em cũng ở bên ngoài luôn, nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À, dạ. Trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, là không biết uống bia và uống rượu. Không uống chút nào luôn hả? Dạ, một chai em xịn. Một chai xịn? Dạ. Trời đất ơi, vậy rồi ba mươi mấy năm nay rồi, thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả? Cũng cho có tụ thôi ạ. Đưa lên và hạ xuống. Cũng hay ha. Dạ. Cũng rất là đặc biệt ha. Đó là những ưu điểm, khuyết điểm của bạn Lâm. Ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh. Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Không một kết. Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc. Ủa gì kỳ vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm. Tại vì điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Khi mà mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc cho xỉnh, thật xỉnh rồi xong em về em ngủ. Tôi không thể nào tin được một cái thân thể, một cái tướng nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả thùng bia. Đạt ơi, em không có cửa nha Đạt. Cái gì vậy? Em dòm đi cái tướng xem mà quất lần thùng bia, quất vô khóc. Có bạn ơi, Đạt có bạn ơi, bạn nhậu ơi. Nhìn gương mặt đó là thân quen, đó là quen thuộc, em đã gặp rất nhiều lần rồi. Là một diễn viên, là một ca sĩ nhiều lắm mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta? Em hạn chế lại nghệ thuật. Lâu lâu thì cũng mình cũng tham gia lại, cũng mẹ cũng theo nghề. Lâu lâu nhồi lên tí xíu rồi xong rồi lặn xuống lại. Em hãy nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng, nhiệt tình, hết mình. Còn điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người, nói chung là dễ bị lừa. À, em bị lừa nhiều lắm đúng không? Dạ, cũng khá nhiều. Khá nhiều luôn. Tiền bạc hay là về tình cảm? Dạ, đa số thì mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ. Sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không? Em nghĩ là chắc là được một chút, nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tí. Và có hai một điểm yếu đó là em bị hay tự ti, tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á. Giống như là em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc, nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có. Lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa. Tham vọng. Dạ. Bé đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ. Bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu, là đối với em cái nào mới là mạnh? Em thấy thì cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á. Vì em ba phải vậy. Mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh. Để biết tại sao mày hỏi em câu đó không? Dạ. Tại vì có những người, người ta đến chương trình, quan điểm người ta rất rõ ràng, không thích bạn trai là nhậu nhẹt rượu bia. Dạ. Thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh. Nhưng mà có những người ta đến đây á, người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn, để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á, hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau. Thì dạ, cái đó cái người nhậu là điểm mạnh. Dạ. Không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người. Chị hy vọng với em nè, em trả lời thẳng thắn cho chị, em thích người biết nhậu hay không biết nhậu? Bạn gái ở ghế màu đỏ. Theo quan điểm của em á, thì em thích bạn không thích nhậu. Không biết nhậu thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được đâu em, nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, thích quan tâm chăm sóc người khác. Em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường. Chuyện bạn này chắc dài lắm, tôi hỏi chuyện bằng Lâm trước. Lâm, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học, gần 7 năm rồi. Trời ơi,
mối tình dài 7 năm rồi sao chia tay cơn? Do áp lực gia đình bên bạn nữ, gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi. Không muốn bạn quen bạn trai đây. Là muốn đi luôn. Dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu. Nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ, nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ. Đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi, chờ đến cái chỗ tụi em hẹn á, rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi. Tình yêu nó cũng khổ quá ha. Rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi. Rồi xong luôn. Rồi. Chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em? Khoảng 1 năm rưỡi ạ. Có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không? Dạ không ạ. Tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng. 2 năm sau là bạn đi nước ngoài. 7 năm trời tuổi thanh xuân ha. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ. Kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám góp ý nhau nhiều á, nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng mà nếu hôm nay em có bạn gái mới là em phải thôi đó. À dạ vâng. Được không? Dạ được. À được. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một người có tính tự lập, có lối sống hiện đại một chút. Chơi cũng biết chơi, làm cũng biết làm. Nhưng mà mình chơi mình không bị cuốn quá. Rồi. Nên là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Việc nhà cũng không cần đảm lắm đâu ạ. Không cần đảm việc nhà. Ủa vậy thì ai làm việc nhà? Em có suy nghĩ là chia sẻ công việc. Không nhất thiết là người vợ là phải nấu cơm, quét nhà, giặt giũ các thứ chăm con. Mà nếu có điều kiện nữa thì mình có việc thuê người em ha. À dạ vâng. Đúng rồi, dạ. Mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực. Dạ, đúng không cơ? Dạ, dạ, đồng rồi. Ý. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không? Cao, thấp, mập, ốm, mặt mày, vóc dáng ra sao? Cao cũng chỉ khoảng tầm 1m6 đổ lại thôi ạ, chứ không cần 1m6. Cao lắm đâu. Biết ăn mặc chút xíu ạ. Dạ, cho vợ mặc màu đen thoải mái. Ví dụ hở hở xíu được không? Hở hở xíu thoải mái luôn chị. Thoải mái luôn. À, đừng có lố quá được rồi. Wow, dễ sợ nha. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi? 3-4 năm rồi. Vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy mà 4 năm trời nay vẫn ế hôm nay tới với chương trình? Theo như mọi người nói thì em nhìn em không được thẳng. Không được thẳng. Giới tính không được thẳng. Mà em có thấy em thẳng không? Em thẳng. Em thẳng. Làm sao để chị biết là em thẳng? Thì giới tính của mình mà mình phải xác định được chứ chị. Em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng? Do em ăn mặc chỉnh chu nè, hoặc là em không bia rượu và cũng lâu lắm rồi, em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường. 80% là nghĩ em như vậy, còn 20% thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu. Tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm. Vậy em xin lỗi em nha, tại vì chị là mai mối mà, chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích. Thôi chị là phải thấy. Soi dạ, thì bây giờ bạn này bạn ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè. Là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên gương mặt nè. Chỉnh nhẹ tại sao? Đó, nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì? Em thì là người trọng hình thức á, thích cái đẹp. Với lại mẹ em cũng là người như vậy. Cái sửa mũi này á, là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng. Không, cái mũi thì chị nghĩ là dù như mình không đẹp, mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi. Nhưng mà còn cái lông mày nữa, cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ. Lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm. Nên là nó cứ tác động thôi, rồi tụi nó làm cho em thôi. Vậy là em cũng phải có nghiêng nghiêng ngã ngã thì sao chứ. Thường mà chị thấy trai mà thẳng là ví dụ giờ biểu đạt đi xăm chân mày. Dạ. Xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi. Thôi chị. Sao vậy? Em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm. Bởi vì em đã có vợ rồi, em không đẹp đẹp như. Nhưng mà em là người công chúng mà. Nhưng mà đem đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi, đẹp hơn nữa nhiều người. Quyến rũ nhiều người nữa nó lại thấy chưa, thấy người đàn ông chân chính chưa? Nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha. Em quên rồi, thích nha. Cái đẹp thiệt. Thiệt tình đẹp, đẹp trai. Người ta có mối tình 7 năm mà chị. 7 năm mà ta bỏ đó, ta lấy thằng khác đó. Tại vì địa lý thôi là phải. Không, đâu có địa lý đâu, không có địa lý đâu. Đi nước ngoài. Trời ơi. Thôi không sao. Thôi em gái tự khám phá nha. Sao thằng thắng vậy, xem thằng thắng vậy. Căng thẳng. Đúng vậy, căng thẳng. Bây giờ chắc chắn là thẳng không? Thì em thẳng quá vậy. Thì em chắc chắn không? Chắc chắn. Rồi chắc chắn. Rồi, con gái mà ghé màu đỏ đi nè. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Tôi không tin. Thiệt ra thì cũng có bạn thích em, cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà em cũng chưa thấy phù hợp, cũng chưa thấy thích bạn. Theo đuổi em 2 năm em không đồng ý. Rồi xong rồi cái chàng trai đó lẳng lặng rồi, im lặng rồi biến mất luôn hả? Hay sao? Dạ đúng rồi anh. Hồi đó thì giờ mình phải có cái tình cảm với một người khác giới chứ. Dạ có, thì em cũng có đơn phương 2-3 người. Nhưng 2, mà kiểu người. Tính của em thì em không có chủ động. Em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết. Xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh. Mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Anh thấy là chị Lâm Vĩ Dạ theo đuổi anh á. Thì cũng cứ xúi em là bây giờ thích ai thì cứ... Là người phụ nữ phải chủ động đúng không? Dạ, cứ đi mời đi uống cà phê đi. Rồi xong rồi cứ nói em thích anh, em thích anh.
nói đại vậy đi. À, là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Em cũng hy vọng là hôm nay em có thể tìm được một người để ra về chung. Hy vọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cho em làm được cái điều đó ha. Rồi, tìm được người ra về chung. Vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè? Dạ, mẫu người đàn ông á, về ngoại hình á, thì em thích bạn nam cao một chút xíu, khoảng 1m75 trở lên. Vì em cũng hơi cao. Về tính cách thì em thích bạn vui vẻ, hòa đồng với lại hài hước một chút xíu. Em cao mét mấy Lâm? Em 1m71 ạ. 1m71, Quang cao mét mấy? Em 1m75 ạ. 1m75, trời sao vừa đúng chuẩn vậy? Giống như ngồi nghe người ta nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình gì. Quang ơi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi, có nhớ hết không? Nếu em nói một mối tình chị tin không? Tin chứ, tin chứ. Chị thì rất là tin người. Em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị Tường nè. Hả, tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy? Nếu người đằng trước là người chị yêu và người phía sau là người yêu chị, và người phía sau luôn âm thầm, luôn làm tất cả mọi thứ vì chị và có thể khóc vì chị, nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi, thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu? Chị nhìn thẳng không mà, chị ít khi nào quay lại lắm. Chị nhìn thẳng. Ừ. Còn cái người mà đằng sau lưng mà luôn luôn theo dõi chị, giúp đỡ chị, thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta phải làm. Cái người phía sau đó chính là em. Yêu đơn phương. Chính xác. Sao? Tụi em là ba đứa bạn thân với nhau. Bạn nữ đó yêu bạn kia. Và bây giờ là ba người chỉ là bạn thân với nhau. Còn ba đứa không, cuối cùng sầu quần không được đứa nào đúng hết. Đúng rồi, không được đứa nào hết. Và bạn nữ đó có quay lại với em, nhưng mà thà em chờ đợi. Chờ gì? Em chờ đợi và em cô đơn. Cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên. Ba đứa chơi thân nhau rồi xong hai đàn ông nó cứ sầu quần. Hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi, và em không thể nào em quen bạn nữ đó được, tại vì tụi em là bạn thân với nhau. Nó rối quá vậy. Nhưng mà em còn đau khổ không, hay là cứ đau khổ là nhậu một thùng xong ngồi khóc? Thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi. Không, mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy. Cuộc sống mọi thứ nó phải vận động, nó phải về phía trước. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ thì em mới có thể tới được với cái người hiện tại. Nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị. Nếu mà không nhờ bạn nữ đó thì em không có chí tiến thủ đến ngày hôm nay. Và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ cái bạn đó. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng chính rồi. Chính xác, nó chỉ là một cái kỷ niệm và một cái ký ức thôi. Đồng ý. Cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân. Yes. Mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không? Bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em, nhưng em không chấp nhận được cái điều đó. Anh, em đang tự anh... làm khổ em vậy? Nó đang tự dằn vặt bản thân vậy? Không, cái gì tại em còn yêu người ta không? Không phải anh, không phải, em không dằn vặt bản thân của em. Tụi em là người ba người đã chơi thân với nhau. Nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia, không chấp nhận em. Thì bây giờ gì lòng tự động chứ, người ta cũng có tự bạn nữ chứ. Đó và bạn nam kia đã chia tay nhau, bạn nữ đó quay về với em, thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó, thì em hoàn toàn hiểu. Không chịu chấp nhận. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người, nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự xao xuyến, thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á, cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa, em suy nghĩ như thế nào? Đây là câu hỏi khó đó. Không phải chị, nó cũng không khó đối với em. Nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á, thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em. Nó quá vô cớ, sự ghen tuông của người yêu em. Nó quá vô cớ. Đâu có vô cớ em, không, có chị. Cớ không có chứ. Nếu vô cớ mà gì? Em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm bạn nữ khác. Hiểu, đó là lý thuyết thôi em. Chính xác. Trên thực tế đó, yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền, nhiều khi chiều chiều tối tối cái em buồn quá anh này kia nọ, đi hoài là vợ chồng tan nát nghe em nha. Một khi đi là nha. Có ba đứa bạn thân với nhau. No. Mà nếu mà bạn đi, nữ có đó vợ muốn, em đi theo. Đúng, nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em. Đến với chương trình em đang mong muốn điều gì? Mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm. Chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực, bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía cùng một cùng thời điểm, nhịp tim, cùng một lúc. Rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không? Người như thế em nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy, hoặc là người ta có câu là hàm răng mái tóc là gốc con người đó. Người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống khổ biết bao nhiêu năm đã là một người mà luôn dành tình cảm, luôn thương yêu con cái, và em cũng muốn người phụ nữ đó y chang như người mẹ của em.
Đó là tiêu chí của hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới dạ đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình trước còn thời em đi học nói chung là kiểu tình yêu nhỏ, tính là dễ thương thôi à, không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu, chỉ có cái bạn thứ ba, bạn sau ở sau à, cuộc tình sâu động nhất đúng không? Dạ là bạn mà em chia tay cách đây 1 năm. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ yêu hơn 1 năm. Mà sao chia tay? Nói về lý do yêu trước nha. Em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em, bạn đó mua đồ của em. Em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó. À, giống như bạn này, tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có up gì hết, nói chung là hoàn toàn bí ẩn đó. Bạn này nói chuyện rất là hay, rất là cuốn. Bạn này cũng đúng là cái gu mình thích đó, học cao, hiểu biết rộng, tài giỏi, nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định bước vào mối quan hệ yêu đương với bạn này. Lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách đó, xa quá, với lại hai người quá bệnh. Bạn ấy ở đâu? Dạ bạn đó ở Hà Nội. À, bây giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không? Dạ không, em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau. Chia tay là dứt luôn. Yeah, chưa. Dạ, chia tay xong là block luôn. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Đó, áp lực đã đang nghe nói chưa? Xa đó. Hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á. Đổ mồ hôi hộp thì từ. Đổ mồ hôi á. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè? Chững chạc. Chững chạc Quang ơi, chững chạc. Chững chạc, tinh tế. Tinh tế. Dạ. Chắc hỏi thăm người thân đi. Giờ hỏi ý kiến người thân đi nè. Má ơi, nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối 4 cái bạn này giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang ha. Dạ. Thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao. Giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó. Cô này đây hả? Dạ đúng rồi. Cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ. Thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn? Cái này đó thì hơi khó cho má đó. Tại vì biết làm sao không? Không có được nhìn được cái cô đó làm sao. Rồi cái chưa có được gặp ta, tánh tình ta làm sao. Thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó. Tại vì má khó khăn lắm. Má khó lắm. Bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long. Chứ không phải mà lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi. Chốt liền đi ra liền đó vậy đó. Thành thử ra là giờ nói hỏi má mà má không biết sao trả lời. Thằng này giờ mày muốn nào mày nói đại đi. Mày muốn nào mày nói đại đi. Không phải tao, hay không ngờ cái gì. Bây giờ thì mấy anh mấy chị cứ bàn nhau đi, rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó sai quá đó thì tôi nói. Chứ còn giờ biểu tôi nói gì, tình cảm mà đâu có nói được. Với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này, thế này này. Tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt, tôi đỏ cho nghe. Không được với tôi rồi. Dạ. Con tôi nó sợ lắm à. Cảm ơn má. Cũng lo tới đó hết cử rồi. Hết cử rồi, má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có được gì không nha má. Đạt ơi, bên nhỏ nhà trai xong rồi đó, tới hồi nhà gái tới phiên em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em hôm nay là đi với chị Mai Thi. Em là em của chị Mai Thi mà chơi chung nhóm bạn. Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung. Thì chị Thi đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các hoạt động thiện nguyện. Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao? Hai chàng trai bên đó thì hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn? Dạ, em nghĩ là anh ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn là ghế tại xanh. Vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chân chơi gì nữa? Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta được gặp mặt nhau thôi. Cảm xúc đầu tiên của Lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em thấy hai bạn nữ rất là xinh rồi. Làm gì tay chân quý hết trơn lại, làm gì mà bấu bấu dữ vậy? Em còn rung hơn hồi nãy nữa. Xinh quá. Xinh quá hả? Cảm thấy là có cái gì nó rộn ràng trong người chưa? Có. Rộn ràng trong... nên mới là bị bối rối rồi. Nhưng mà em hay gặp gái xinh là bị bối rối. Bản thân mình có để, có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa? Hay là đang còn chung chung? Dạ, đang còn chung chung rồi. Trời ơi, em ham hố quá. Mình phải đánh chung thẳng mục tiêu chứ. Quang thì sao? Mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không? Em hơi bất ngờ và hơi run. Bất ngờ vụ gì? Hai bạn nữ quá lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ xinh vậy. Câu hỏi cũ giống bên đây là có cái gì nên xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn? Cũng có. Có đó, mạnh dạn nhất phát. Tập trung vô chuyên môn nha cưng. Chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi, chừng nào mình mới tặng. Tặng luôn đi thôi, chị mình tặng luôn. Tặng đi. Trời ơi, đúng rồi. Đây là tiệm yến của anh. Anh gửi tặng cho em một hộp yến. Chúc em lúc nào cũng
luôn xinh đẹp, xinh đẹp như vậy. Wow. Được tỏa sáng như vậy mình. Dạ. Nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Dạ. Hai MC cũng có quà, đó là chị Cát Tường. Chị cũng cần xinh đẹp đúng không em? Dạ. Cảm ơn anh Hứa Minh Đạt. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, hay quá. Em có chuẩn bị hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ. Hai bạn có thể mở ra luôn ạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ, đây là thẻ tập gym ở miễn phí ạ. Để hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Dạ, gì? Em có tập gym hả? Dạ, có. Dạ, thì hôm nay em có chuẩn bị hai cuốn sách. Thì em xin phép tặng mỗi anh một quyển. Dạ, em gửi anh. Cảm ơn. Sách khác nhau nha, phải sách giống nhau nha. Dạ, gửi anh. Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá, mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi. Nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ. Đọc lên coi sách gì. Tâm an ắt bình an. Tâm an ắt bình an, bên đây hay sách gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Nó có ngẫu nhiên không ạ? Hay là có chủ đích ạ? Em có ghi ở trong đó anh. Có ghi. Có ghi. Em mở liền. Được, đọc lên cho chị nghe. Chào anh, em đã một mình, cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Em hy vọng hôm nay em gặp đúng người. Hôm nay gặp đúng người ha. Em có chữ gì chẳng liên quan. Thân tặng anh. Thân tặng anh. Bây giờ thì các bạn hãy trò chuyện với nhau đi. Hai anh có muốn hỏi gì hai cô không? Quang. Nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không? Dạ anh hỏi em ạ. Chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn trước đúng không ạ? Chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh. Vì công việc của anh không có thời gian. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một quan hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Em rất là hiểu chuyện. Lâm hỏi đi Lâm. Dạ, với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đi chùa. Ồ, em trai. Cũng đi chùa hả? Dạ, em một tháng đi 2 lần. À, ngày rằm và mùng 1. Ăn chay luôn. Dạ. Wow, quá giống nhau ha. Dạ, em có là... câu hỏi. Rồi, em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một người yêu, có một bạn người yêu kiểu như là cách tuổi quá xa, ví dụ như em chẳng hạn thì không biết là có vấn các bạn có cảm thấy vấn đề gì không? Hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ. Thi thì là 24, em mới có 21 phải không cưng? Dạ đúng rồi. Có 21 thôi. Nhưng mà hai chàng trai của mình, một anh 32 và anh tới 38. Thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi. Cái chênh là tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Ừ. Với lại vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết. Nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục. Ok. Còn Lâm thì sao? Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không. Nhưng mà chị thấy em lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở Biên Hòa. Hai bạn gái này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào? Biên Hòa với lại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa. Nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể hẹn hò và gặp nhau được. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được. Rồi Quang. Anh có thể hỏi anh, hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em, một tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được một lần, hoặc đôi khi một tháng chỉ hẹn nhau một lần, thì em có chấp nhận anh hay không? Một tuần là một lần là cũng hợp lý, nhưng mà một tháng một lần thì hơi ít. Với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý với quan điểm của Quang nha. Không biết là Quang hỏi đi mục đích gì, hỏi để nghe cô trả lời cho vui, để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi. Chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, thể yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau. Vẫn chị có chắc chứ. Chắn với em là như vậy. Nhưng mà luôn. Em cố tình em hỏi như thì vậy đó. Để cho bạn nữ để coi bạn hiểu trả được, lời như thấu thế nào. Hiểu được công việc của em như thế. Bận cỡ nào bận, tôi bận dữ lắm, sáng đi quay, trưa đi quay, tối đi quay, mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à. Kỳ vậy đó. Ngồi vậy đó, trai gọi là rảnh à. Em rồi. Xin phép anh, em hỏi anh ghế đỏ, anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như thích đi chùa nhiều với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á? Cái điều đó thì tốt mà, anh rất ủng hộ. Gia đình của anh là ở Biên Hòa hết hả anh? Và anh định cư ở đó luôn? Đúng rồi, ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở Biên Hòa. Hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không?
Rồi mời em. Thật ra em cảm thấy cái vấn đề về công việc á, ví dụ nếu em bận quá thì ví dụ mà hôm nay anh bận mà em có thời gian rảnh thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh, tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau về kinh doanh, về nghệ thuật. Cả hai anh luôn á, về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không, thì em đều phụ được. Cũng trong một tháng nha, mình chỉ cần dành ra một hai ngày cho một tháng đó cùng nhau đi du lịch giải stress các thứ á, xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc. Ví dụ như mà hôm nay em bận, em muốn em bận đi quay các thứ, thì ví dụ mà anh người yêu của em thì có thể đi cùng em, hoặc đổi ngược lại cũng vậy. Mỗi cái ghế của mỗi bạn sẽ có hai cái nút bấm. Sau 5 cái tiếng đếm của Đạt, mình có quyền lựa chọn. Nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh. Mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút bỏ. Nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3, 2, 1. Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu à. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước vào quan hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Người như thế em nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Bấm. Và hết thời gian. Một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi. Cho chị hỏi Quang trước, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Bạn nữ áo trắng, bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được, em thấy em phù hợp với bạn nữ đó luôn. Vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em đã để ý bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không? Đó là tùy duyên và duyên phận. Đúng của rồi mình. Hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung, thì em nói là có rồi. Thì cho chị hỏi thật, lúc đó cái có rồi đó của em là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc dạ, đó? Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô áo đỏ, ghế đỏ mà? Em cố tình để em làm như vậy. Em làm như vậy nó đối với phụ nữ khó quá. Em là chuyên gia thách đố bản thân mình tại đúng gì không? Làm khổ, tại vì làm khổ bản thân mình chi nếu, vậy? Nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em. Trời đất ơi, chi cho cực vậy? Là cá tính tạo nên số phận. Dạ. Chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình. Tại sao cánh cửa mở ra em thích cô này ngay từ đầu, em tặng quà cho cổ đi. Em thích cô này em đi tặng quà cô kia, em chơi gì cháu ngoe cháu ngoẩy vậy? Trong khi đó bạn của Mai Thi cũng thấy là thích hợp Quang, thích hợp với lại với Thi hơn. Ở dưới này người ta cũng đã nói rồi là thấy là bạn này hợp với bạn này, là người ta đã tập trung vô vậy rồi. Em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia, rồi cuối cùng em cũng xăm em hỏi bên kia. Mình phải thử thách chứ chị. Trời ơi, tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu. Nhưng mà chưa... em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng phải vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi to đụng. Nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em, không chứ. Ai nghĩ nổi đâu. Nếu là chị ngồi vị trí đó, một người sành sỏi như chị, tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh Hứa Minh Đẹp? Tại sao bạn nữ áo trắng đó thì bởi vậy và em cố tình đến lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa đó. Khó quá, ta cũng đã nói hiểu ơi quá con tức con trai má quá má ơi, thì con đi làm mai đó giờ tự làm rối luôn. Xin chia sẻ chút xíu là hồi nãy anh có nói là mình phải có thử thách với khó khăn á. Em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu. Nếu mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn, ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như xa cơ hay là gì á, thì cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ. Còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không ai chịu nổi hết trơn. Không hiểu rồi sao cưng, sao không bấm ai hết trơn vậy? Hai bạn thì rất là xinh, em phải công nhận điều đó, nhưng mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn. Chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ. Dạ anh tại vì vậy. Em cũng thử thách luôn hả? Em dạ cũng thử thách lại anh, luôn hả? Em thích ảnh ở một điểm á là ảnh cũng hay đi chùa là em thích như vậy. Nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động, với lại là cũng từ phía ảnh. Cho nên là em quyết định không bấm. Vậy sao lúc nãy anh im lặng, anh không hỏi gì em, anh cũng không nói chuyện gì về em, sao mà em cũng không bấm rung động? Nếu vậy em nói là đi chùa
đi chùa này nọ, tất cả mọi thứ làm từ thiện, thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều. Bài kinh anh cũng thuộc, hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé. Nãy không nói giờ mới nói. Dạ thì bây giờ em mới biết mà. Thì đó. Nhưng mà rồi, bây giờ để bây tôi giờ tại sao em không tìm hiểu. Bây giờ có muốn nghe tại sao người ta không bấm mà ngọng lành quá. Về nhậu rồi khóc nữa quá. Sao? Còn em gái sao không bấm ai trơn vậy? Em không chọn ai vậy? Chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á, kiểu ngắn mình luôn. Chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là cảm xúc chưa đủ nên là em quyết định không bấm. Ôi, nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi, hai chị em mình bấm. Ca khó. Các Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn, nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh, tình yêu nó là cúp bắt trò chơi. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Rồi, gửi tặng hai bạn luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, gửi tặng hai bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.